Tại buổi họp báo công bố số liệu kinh tế xã hội trong 3 tháng đầu năm, Tổng cục Thống kê cho biết trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trong cộng đồng, tình hình kinh tế chính trị thế giới biến động khó lường. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế xã hội Việt Nam quý 1 năm 2022 đạt được mức tăng trưởng khá trên các lĩnh vực, đặc biệt trong khu vực công nghiệp và xây dựng. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 7,79%, đóng góp 2,05 điểm phần trăm. Thứ nhất là cái điểm sáng nhất trong cái nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo là sự phục hồi của nhóm ngành dệt may da giày. Thì xét theo số liệu của Tổng cục Hải quan thì trong quý 1 năm 2022 thì kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng dệt may ước tăng là 22,5% so với cùng kỳ. Nhóm hàng sơ sợi dệt các loại thì tăng tới 21,9% so với cùng kỳ. Và để cái đáp ứng cái nhu cầu xuất khẩu tăng cao như vậy thì sản xuất trong nước thì cũng đã có cái mức tăng trưởng cao tương ứng để phục vụ cho cái hoạt động xuất khẩu. Trong khi đó, khu vực dịch vụ trong quý 1 năm 2022 tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại, đóng góp của một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của quý 1 năm nay như sau. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, ngành vận tải, kho bãi, ngành bán buôn và bán lẻ. Khu vực chúng tôi đánh giá là khu vực dịch vụ thì tiếp tục có cái khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ trước đây bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nay đã hoạt động sôi động trở lại. Bên cạnh cái hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm thì có tiếp tục có cái mức tăng trưởng khá hơn năm trước với cái mức tăng trưởng ấn tượng là 9,75% khi mà các cái hoạt động sản xuất dần phục hồi thì nhu cầu vốn sẽ tăng cao, bắt đầu có cái mức dần sẽ có cái mức tăng trưởng. Trong khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản, năng suất lúa mùa vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng khá so với vụ mùa năm trước. Ngành chăn nuôi dần phục hồi, sản lượng thịt hơi xuất chuồng quý 1 năm 2022 đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Chế biến và xuất khẩu tiêu thụ gỗ có nhiều tín hiệu tích cực. Nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định, giá cá tra, tôm nuôi trồng đang ở mức cao do nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh. Thủy sản có sự tăng trưởng phải nói là rất là cao. Xuất khẩu thủy sản tính chung trong 3 tháng ấy, thì là đạt là 2,41 tỷ USD và tăng tới 38,7%. Và đây có thể nói là mức tăng trưởng rất là ấn tượng đối với ngành thủy sản. Và tháng 1 ấy, thì là đạt là 872 triệu USD và tăng 44%. Tháng 2 thì đạt là 635,9 triệu USD và tăng 62%. Tháng 3 thì ước đạt là 900 triệu USD và tăng 22%. Tổng cục Thống kê khẳng định, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế để không lỡ nhịp với đà phục hồi của kinh tế thế giới, đồng thời đạt được mục tiêu của Nghị quyết Đại hội 13 ngày 30 tháng 1 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình. Cùng đó, các bộ ngành địa phương đã tập trung xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện đồng bộ các giải pháp. Theo đó, kinh tế xã hội nước ta 3 tháng đầu năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các ngành lĩnh vực có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại. Đầu tuần, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022. Theo Bộ trưởng, tình hình kinh tế xã hội quý 1 khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó nhiều lĩnh vực đạt mức tăng trưởng nhanh nhất tính từ năm 2020 đến nay, tiệm cận mức tăng trước đại dịch. Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh chịu nhiều sức ép, chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý 1 tăng 1,92%, các cân đối lớn an ninh lương thực, năng lượng được đảm bảo. Đáng chú ý, GDP quý 1 năm 2022 ước tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất nhập khẩu phục hồi mạnh mẽ. Quý 1, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 176,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,4%, trong đó xuất khẩu tăng 12,9%, từ nhập siêu 1,96 tỷ đô la Mỹ tính đến hết tháng 2, chuyển sang xuất siêu 809 triệu đô la Mỹ trong quý 1. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết, Chính phủ cũng nhận định thời gian tới vẫn còn không ít khó khăn thách thức, áp lực lạm phát tăng, tình hình tội phạm công nghệ cao còn diễn biến phức tạp. Sau khi phân tích bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế và chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể về kinh tế xã hội thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, thứ nhất, các bộ ngành địa phương phải tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, giữ đúng nguyên tắc hành động,
và đồng thời căn cứ vào diễn biến để chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, tăng cường phân cấp, phân quyền, kiểm tra giám sát, bảo đảm có sự phối hợp, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đầu cơ tăng giá bất hợp lý, trái quy định. Cùng với đó, các bộ ngành cần tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân vốn ODA, trong đó chú trọng việc rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách đầu tư công để không đầu tư dàn trải kéo dài, làm mất thời gian, tăng thủ tục hành chính, giảm hiệu quả đầu tư. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo quyết liệt triển khai các chương trình phục hồi kinh tế nhanh, phát triển bền vững theo các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Cũng tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022, các thành viên Chính phủ đã trả lời nhiều vấn đề thời sự kinh tế xã hội được dư luận xã hội quan tâm. Trước tình trạng giá nhà đất tăng cao gây nguy cơ bong bóng, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết dịch bệnh COVID-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và là nguyên nhân khiến nhiều người đầu tư vào đất. Việc giá đất tăng cục bộ ở một số địa phương làm giảm thu hút đầu tư, phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. Bộ đã có công văn gửi các địa phương khuyến cáo quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Thì cần phải công bố, công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, để tránh bị giới đầu cơ lợi dụng, để thổi giá, đẩy giá đất. Và đặc biệt là cần phải có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Chúng ta phải quản lý để làm sao cái quy hoạch này được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc nhất. Cái điểm tiếp theo mà Bộ cũng khuyến cáo đó là phải thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký quyền sử dụng đất cũng như là chuyển mục đích sử dụng đất. Cái việc này thì cũng giúp cho cái việc là thu cái nghĩa vụ thuế cũng như là kiểm soát các cái giao dịch ảo, thổi giá đất, bất động sản. Về mục tiêu tăng trưởng tín dụng của ngân hàng, vấn đề xử lý nợ xấu theo nghị quyết của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước cho biết mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% trong năm được đặt ra từ đầu năm. Cuối quý 1, con số tăng tích cực, đến nay đã tăng 5,04%, hơn 2,3 lần so với năm 2021, chứng tỏ nền kinh tế đang phát triển theo chiều hướng tích cực, cũng như chứng tỏ các biện pháp chống dịch rất hiệu quả, đời sống sản xuất kinh doanh đã quay trở lại. Về xử lý nợ xấu, theo ông Tú, Nghị quyết 42 của Quốc hội ra đời có tác dụng rất tích cực, xử lý được 380.000 tỷ đồng, qua đó tái tạo đầu tư cho nền kinh tế, việc xử lý các tài sản đóng băng cũng rất tích cực. Theo cái quy định thì sau 5 năm cái nghị quyết 42 có thể sẽ hết thời hạn hiệu lực. Thế và chúng tôi cũng thấy rằng đối với việc phát triển kinh tế xã hội nói chung, thế và đặc biệt cần có một cái đạo luật liên quan đến vấn đề xử lý nợ xấu chung của nền kinh tế, chứ không chỉ là riêng nợ xấu của ngành ngân hàng. Thì cũng đã đề xuất báo cáo Chính phủ, Chính phủ cũng đã báo cáo các cấp lãnh đạo, Bộ Chính trị cũng như Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Và cũng thấy rằng là cần nghiên cứu để có thể ban hành một cái đạo luật về xử lý nợ xấu trong thời gian tới. Tuy nhiên thì để có được một cái luật xử lý nợ xấu chẳng hạn thì phải có cái thời gian nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tác động vân vân. Có thể phải theo quy trình ban hành một cái luật thì phải có thời gian. Về giải ngân được bao nhiêu trong gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng do Quốc hội thông qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết số tiền miễn giảm thuế khoảng 9.000 tỷ đồng. Việc hỗ trợ lao động ở trọ cũng sẽ triển khai thực hiện. Nhóm 2, các bộ ngành cũng đã trình Thủ tướng dự thảo về hướng dẫn hỗ trợ lãi suất cho vay, cơ chế đặc thù chỉ định thầu, hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu. Riêng đầu tư công, lĩnh vực này sử dụng nhiều ngân sách nhất. Đây đều là các danh mục mới. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập hợp xong, triển khai làm các thủ tục đầu tư, đặc biệt các dự án lớn, trong đó có 5 dự án quan trọng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, chi tiêu ngân sách nhà nước phải đảm bảo yếu tố vừa nhanh, song vừa phải đúng quy định pháp luật, đúng trình tự thủ tục để không tiêu nhầm, tiêu sai và đảm bảo hiệu quả khi chi tiêu. Nhằm đánh giá thực trạng đầu tư vào ngành điện, dự báo những thách thức trong cân đối cung cầu nguồn điện, những bất cập trong hoạt động đầu tư, qua đó tìm lối ra cho cơ chế giá điện, thúc đẩy giải ngân dòng vốn là nội dung chính của hội thảo khơi thông dòng vốn đầu tư vào ngành điện do báo Đầu tư tổ chức trong tuần vừa qua. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, xung đột giữa Nga và Ukraine, tình hình biến động địa chính trị thế giới khiến giá nhiên liệu sơ cấp cho sản xuất điện như than, khí tăng mạnh. Giá than nhập khẩu đã tăng gấp 3 lần so với trước, lên gần 200 đến 220 đô la Mỹ một tấn.
giá khí thiên nhiên hóa lỏng cũng tăng gấp 3 lên 18 đến 20 đô la Mỹ một triệu BTU. Tương tự với giá sắt thép vật liệu xây dựng để thực hiện các dự án nguồn truyền tải điện. Sau khi cân đối các nguồn phát điện, EVN cam kết với chính phủ không tăng giá điện trong năm 2022, đảm bảo đủ điện cho phục hồi kinh tế sau đại dịch. Dù vậy, nếu tình hình giá nhiên liệu sơ cấp vẫn leo thang như hiện nay thì việc cân đối đầu vào và bán điện sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng mà nếu như với cái áp lực mà tiếp tục như thế này thì rõ ràng là việc cân đối giữa đầu vào và cân đối với cái việc bán điện là rất hết sức là khó khăn. Đấy, thậm chí là Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ là thậm chí là lại lợi nhuận năm nay là bằng không. Đấy, để cân đối thì mà các năm sau nữa thậm chí lợi nhuận bằng không thì cũng không thể nào cân đối được. Đó, thì cái này là cũng là một cái mà cũng chắc chắn là sẽ các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ sẽ có những cái chỉ đạo đặc biệt để làm sao đấy chúng ta cân đối và hài hòa, đặc biệt như là cái yếu tố affordability, tức là cái nền kinh tế phải chịu đựng được. Còn theo Bộ Công Thương, tổng vốn đầu tư phát triển điện đến năm 2030 là gần 142,6 tỷ đô la Mỹ, tức bình quân mỗi năm Việt Nam sẽ cần khoảng 14 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào nguồn và lưới điện, trong đó 75% nhu cầu vốn cho nguồn, còn lại là lưới điện. Vì vậy, việc thu hút vốn đầu tư tư nhân vào ngành điện là cần thiết. Song theo các chuyên gia, đây là bài toán không đơn giản nếu không giải quyết và có sự phối hợp chặt chẽ trong chính sách và cơ cấu giá. Do ảnh hưởng của cái tình hình khách quan chung của đại dịch Covid thì chúng tôi cũng có những cái dự án là hiện nay chưa đưa vào vận hành được, mặc dù đã thi công xây lắp đã hoàn thành, chưa đưa vào vận hành được. Thì hiện nay đây là một cái khó khăn rất lớn cho chúng tôi, tại vì cái nguồn vốn đã bỏ ra và các cái huy động nhân lực tất cả mọi thứ cũng đã để hoàn thành được dự án, nhưng hiện nay tất cả những cái sản lượng của các dự án này chưa được ghi nhận và chúng tôi cũng chưa có cái cơ chế giá và đang chờ các cái cơ chế giá chuyển tiếp. Bất cứ một cái đầu tư nào, kể cả là đầu tư của nhà nước hay đầu tư của tư nhân, thì vẫn phải đảm bảo được cái lợi ích của đầu tư. Đứng ở trên phương diện của nhà nước, đấy là cái lợi ích tổng thể của toàn xã hội, trong đó có lợi ích của ngành điện để đảm bảo cái tái đầu tư mở rộng. Còn đặc biệt là ở khu vực tư nhân, nếu như chúng ta giữ cái giá điện đầu ra mà vẫn thấp thì có nghĩa là cái giá thành mà đầu vào EVN mua hoặc các đơn vị mua buôn mua để bán lại cho người tiêu dùng cuối cùng ấy nó sẽ thấp, thì chắc chắn sẽ không thể khuyến khích đầu tư tư nhân. Các chuyên gia nhấn mạnh nền kinh tế đang bước vào giai đoạn phục hồi sau hơn 2 năm đình trệ bởi dịch bệnh. Nhu cầu sử dụng năng lượng sẽ tăng cao, đặc biệt trong 2 năm 2022 và 2023 là cao điểm thực thi các gói giải pháp của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, cũng là thời điểm được dự báo sẽ có sự tăng trưởng cao hơn của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nếu các dự án đầu tư vào ngành điện chậm trễ, nếu hoạt động sản xuất, truyền tải, phân phối điện không thông suốt, không đáp ứng nhu cầu sử dụng, tốc độ phục hồi và phát triển của nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Ngay khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch vào ngày 15 tháng 3, nhu cầu du lịch ở thị trường nội địa, inbound đón khách quốc tế và outbound đưa khách đi nước ngoài đã có những tín hiệu vui khi lượng khách quan tâm đặt tour nhiều hơn. Là một trong những đơn vị mở bán các tour nước ngoài khá sớm, doanh nghiệp này đã tái khởi động vào thị trường outbound với hai tour mới, đó là hành trình bờ Tây nước Mỹ kết hợp thăm thân nhân và tour đến đảo quốc Maldives khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh. Theo đại diện doanh nghiệp, sau dịch COVID-19, tâm lý của người dân khi đi du lịch đã có sự thay đổi. Chính vì vậy, những đường tour mới này chính là cách các doanh nghiệp tự làm mới mình nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Một cái điểm cuối cùng của sự chuẩn bị đó là cái bộ phận R&D của du lịch Hoàng Mỹ. Họ đã dành thời gian để cải tiến những cái đường tour cũ, cũng như là chuẩn bị những cái bộ sản phẩm tour mới dành cho du khách cũ của mình khi đi du lịch lại thì có nhiều sự lựa chọn hơn. Ở Hoàng Mỹ thì được cái là luôn luôn là mở các cái tour mới, tại vì khách đi rồi sẽ tìm cái tour mới đi. Và tour mới thì tiêu chí là Hoàng Mỹ trực tiếp làm, chứ không qua trung gian. Trên những nơi đến là mình đều trực tiếp làm hết. Và mình làm để đưa cái tốt nhất vào dịch vụ. Nói chung là các anh em hướng dẫn viên của Hoàng Mỹ đều làm với cái tâm và đưa vào dịch vụ là những cái tốt nhất. Nói chung là mình tránh rủi ro, coi như tránh hạn chế, giống như kỹ thuật vậy đó, không để sai sót. Mặc dù là tour mới, song khách hàng chủ yếu là khách cũ. Theo thống kê, lượng khách hàng cũ quay lại và khách hàng mua tour qua sự giới thiệu của khách cũ của Hoàng Mỹ luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng nguồn khách của công ty. Là trước đây tôi cũng đã từng dùng cái dịch vụ của bên công ty du lịch Hoàng Mỹ đi bên Mỹ và cũng rất là may mắn là lần này lại gặp đúng cái anh mà hướng dẫn viên lần trước là anh Phước. Nói chung là tôi rất là thỏa mãn và rất là thấy cái phục vụ của bên công ty du lịch Hoàng Mỹ rất là tốt,
Cho nên chúng tôi, gia đình tôi quyết định là từ giờ sẽ đi thường xuyên vào các cái tour du lịch của Hoàng Mỹ. Nói chung là chất lượng của hướng dẫn viên, rồi là các cái dịch vụ làm giấy tờ, rồi tất cả thì tôi thấy là đều rất là tốt. Coi như là ở trong nhà cũng lâu quá rồi em, tức là mất gần tới 2 năm. Đó, tức là sau cái đợt mà gọi như là dịch, mà coi như là lockdown tới mấy tháng như vậy đó. Thì đây là cái lần đầu tiên mà tôi được ra nước ngoài đi du lịch. Coi như là tôi rất vui, thế là trong lòng rất là cảm xúc, nhiều cảm xúc khó nói lắm. Thứ hai là được coi như là trở lại với lại công ty du lịch Hoàng Mỹ. Tức là mình đã đi từ ở trong quá khứ, mình biết là cái dịch vụ của công ty cũng rất là ok. Đó, nên là cũng là rất là tin tưởng để chọn cái dịch vụ của Hoàng Mỹ. Đó, và rất là hy vọng trong cái chuyến đi qua Mỹ lần này thì mình sẽ được đồng hành với lại công ty một lần nữa. Dù những trở ngại đối với ngành du lịch toàn cầu vẫn còn chồng chất, nhưng chính những nỗ lực thích ứng cũng như chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp lữ hành đã mang tới những tín hiệu lạc quan, được kỳ vọng sẽ góp phần làm tan băng, giúp khôi phục nền kinh tế thế giới trước những tác động to lớn của đại dịch COVID-19 và những cơn gió ngược khác.